Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định quy định số lượng nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau được bố trí 2 nhân viên y tế với số lượng là 744 ấp. Tổng số nhân viên y tế ấp đang hoạt động được hỗ trợ kinh phí hàng tháng là 1.174. Trong số 744 ấp, có 61 ấp chưa có nhân viên y tế, 192 ấp có một nhân viên y tế. Năm học 2024-2025, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 6 trường công lập được sáp nhập thành 3 trường công lập. Việc sáp nhập hướng đến mục tiêu giảm đầu mối, tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng dạy và học. Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh là một trong 6 trường công lập thực hiện chủ trương sáp nhập theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, bắt đầu từ năm học này, trường tiểu học Võ Thị Sáu và trường tiểu học Nguyễn Văn Hài sáp nhập thành trường tiểu học Võ Thị Sáu. Sau sáp nhập, trường có 30 lớp học với tổng số 796 học sinh và phân bổ tại 3 điểm trường, gồm 1 điểm chính và 2 điểm lẻ. Việc sáp nhập phù hợp với quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, bố trí giáo viên và nhân viên hành chính, giúp tiết kiệm chi phí quản lý và tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có. Quy mô trường lớn, số lượng lớp, học sinh đông thì thuận lợi trong cái việc bố trí phân công giáo viên, đồng bộ cơ cấu các môn học, phát huy được cái hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị của nhà trường, có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Rồi đó là việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, rồi mua sắm thiết bị dạy và học được tập trung hơn, đầy đủ hơn, hiện đại hơn, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Năm học mới này, trường trung học cơ sở Hiệp Bình và trường trung học phổ thông Tân Đức ở huyện Đầm Dơi sáp nhập thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Đức. Sau khi sáp nhập, trường có hơn 900 học sinh thuộc hai cấp học với 24 lớp học phân bố tại hai điểm trường, có tổng số 53 cán bộ giáo viên, tạo điều kiện để sớm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bước đầu tiên, nhà trường cũng làm một cái công việc là sắp xếp lại cái cơ cấu tổ chức của nhà trường. Nhà trường cũng đã tiến hành sáp nhập trình cấp trên để sáp nhập lại cái chi bộ của nhà trường, sáp nhập lại cái tổ chức công đoàn, sáp nhập lại cái tổ chức đoàn thanh niên và bây giờ có thêm là đội thiếu niên tiền phong. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng củng cố lại các cái tổ chuyên môn của nhà trường và cũng đã bổ nhiệm các cái tổ trưởng để có cái sự chỉ đạo thống nhất từ cấp trung học phổ thông xuống tới cấp trung học cơ sở. Nhà trường cũng đã phân công nhiệm vụ trong cái ban giám hiệu của nhà trường. Thì ban giám hiệu nhà trường sau khi sáp nhập thì có một hiệu trưởng và hai hiệu phó, cũng đã phân công cụ thể nhiệm vụ của từng người. Cùng với những cơ hội phát triển sự nghiệp giáo dục, sau sáp nhập, nhà trường cũng gặp thách thức. Do số lượng học sinh và lớp học tăng lên dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các bộ môn, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phân bổ lại đội ngũ giáo viên và nhân viên một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thay đổi trước hết, đó là sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn cả về nhận thức lẫn hành động của đội ngũ thầy giáo, cô giáo. Rồi tiếp tục phát huy được cái tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm trong cái việc học tập, rồi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về văn hóa cư xử, về nhân cách và đạo đức nhà giáo. Theo cái phương châm là mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo. Thì mọi cái hoạt động của trường, của nhà trường trước đây, tức là của trường trung học cơ sở Hiệp Bình và trường trung học phổ thông Tân Đức thì vẫn giữ nguyên, không có gây xáo trộn, không có gây thay đổi. Việc đi lại của học sinh từ nhà tới trường, khoảng cách cũng như nhau, không có cái sự mà xa hay gần. Cho nên là cũng được sự đồng tình của chính quyền địa phương cũng như của cha mẹ học sinh. Những năm qua, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh sắp xếp trường lớp, đội ngũ giáo viên nhằm tập trung quy mô đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học,
trước khi sáp nhập được rà soát chặt chẽ, đảm bảo phù hợp và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Những ngày gần đây, liên tục những lô dừa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, xuất khẩu dừa tươi của nước ta đang tăng trưởng mạnh, nhất là từ khi mặt hàng này được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tỷ dân. Nước ta hiện có 200.000 hecta trồng dừa, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần 70% diện tích. Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã ký kết xuất khẩu sang Trung Quốc với số lượng từ vài chục đến 1.500 container. Với tín hiệu tích cực này, Hiệp hội kỳ vọng những tháng cuối năm, xuất khẩu dừa tươi sẽ tăng trưởng mạnh, cán mốc 250 triệu đô la Mỹ, chiếm 1/4 giá trị xuất khẩu toàn ngành dừa. Việc dừa tươi đã mở được cánh cửa vào thị trường tỷ dân sẽ mang lại cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp và nhà vườn. Dừa tươi xuất sang Trung Quốc phải đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật, sản phẩm khi đến với người tiêu dùng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng. Tại thị trường trong nước, 3 tháng qua giá thanh long luôn ở mức thấp, khiến nông dân lo lắng khi chuẩn bị cho vụ mới. Thời điểm chính vụ thanh long, giá bán liên tục giảm và hiện đang ở mức 4.000 đồng một ký loại 1 và 2.000 đồng một ký loại 2. Mức giá thấp hơn giá thành sản xuất khiến nông dân thua lỗ. Thời gian qua, đầu ra của loại nông sản này phụ thuộc vào thị trường tiểu ngạch Trung Quốc nên giá thành luôn bấp bênh. Đến đây thì Chuyển động ngày mới hôm nay cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.